Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi tiếp ha. Bây giờ mình sẽ mở cái thứ hai của cái Baidun, độ khó thứ hai của cái chế độ Baidun. Baidun ở đâu ta? À đây, quái vật sẽ mạnh hơn, nguy hiểm hơn và mình dễ đai hơn. Không đủ sát thương để hạ gục á. Thôi, không đủ sát thương hạ gục nó luôn. Tối kiến à. Hình nó có gương à. Ôi, skill gì hay hay không ta? Ôi, mình muốn mở dòng lửa gì đây mà để quét thì nó cho lẹ mà nó không ra. Rồi, lấy gì cho nó đủ đi. Quái bây giờ mạnh hơn, nguy hiểm hơn nè. Bây giờ là 3-3-3, vậy mình sẽ nâng cái dòng lửa lên sớm nè. Bộ quay dòng lửa lên. Kỳ không cho dòng lửa gì hết trơn, cứ gai gì đâu không. Những nãy giờ mình nâng sát thương của dòng lửa không à. Ồ, có những cái con nổ bom tới rồi kìa. Đồng gì? Quá đồng. Biến hình bót gà. Yeah.
boss à. Biến hình thử nó đây. Đi quá nhanh. Biến hình mà sát thương không có nhiều lắm với nó. Số lượng rộng lên nó quơ nhanh hơn, nhiều đạn hơn. Mình gần mát rồi, bây giờ mình sẽ tăng lock phấy ha. Rồi, tăng số lượng dòng xoáy lên, coi như mát rồi ha. Mát 25 rồi. Cảnh cao đào. Lốc xoáy. Mình mất máu gì là khó hiểu. Giảm cao đào. Giảm sát thương nhận vô, tăng tầm hút. Hết tiền.
số lượng nó phấy lên rồi. Tăng sai lên. Boss này. Tất cả size ability cộng 20%. Thôi mình đi tiếp. Ồ, hai gương luôn. Hai gương đứng kế bên nhau. Thu hút kẻ thù làm chậm chí mạng tăng 10%. Chí mạng 20%. Bot. Thêm nó xoáy.
thấy 24 rồi, còn cái nữa mát luôn rồi. Xoáy thì mình chưa có mở được cái bản năng thứ hai, mình chưa có tuyệt chiêu thứ hai. Mình sát thương 410 không đủ à. Mình mát ba kỹ năng kia rồi, giờ nâng tuyệt chiêu băng, mát hai cái kia chứ, nâng tuyệt chiêu băng. Giờ bằng với nâng sát thương rồi, chứ không còn cái gì nữa. Ôi mát luôn. Coi như mình mát ba cái kia rồi ha, giờ còn có chất độc thôi. Boss hả? Đáng thương vô khá nhiều. Rồi nó đụng một cái mất cái khúc máu luôn. Mấy con boss này chỉ có chưởng nó thôi chứ không có lại gần nó được ha. Nãy di chưởng thôi chứ lại gần cái sai nó không được. Nó quạt chúng. Đúng là muốn đấu chùm là phải nâng một kiểu năng trưởng ha, chứ không trưởng tới. Châu thiệt chứ.
Ui giờ mới đây. Đóng bót luôn. Chán thương quay lửa nhưng là khủng nhất hả. Rồi bây giờ mình tìm có cái nhánh nào nâng cấp không, thì có nhánh này. Này tăng sức mạnh cho cái thả bom. À phải đánh cục băng nữa nè, không đủ à. Có vẻ là cũng phải cày tiếp thôi. Rồi mình mở khóa cái giáo nè. Cái thời gian tìm cái chỗ mà nâng cấp nó lâu. Đây là cái đường cái dũng độc nè. Flipper. Đây là nâng cấp kỹ năng của cái lốc xoáy. Wow, nó đến 500 con mặt nạ này mới được ha. Có vẻ là phải cố cày tiếp rồi. Không đủ rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi cái màn Twilight, đi đánh cái con boss thứ hai. Twilight ở đâu nhỉ? Whisper Lung. Twilight đây. Mình sẽ đi cấp độ thứ hai nha. Để đánh cái con boss thứ hai. Quái có vẻ mạnh hơn. Ý con gì vậy, quái à? Muốn nâng cấp cái con tập, cái con đó tập trung trước ha. Đồng thế. Wow, quái đồng lắm nha. Nhưng con gì hình trước là hơi mệt đấy. Nó úp nó lên mà không có ta, nó ra toàn cái gì đâu không.
Bắt buộc phải lấy thôi. Lóc à. Bót gà. Chiều. Chị hình trước mà nó không ra, không ra sai. Không ra sai tiếp à. Ý, boss hả? Trời ơi, không đi. Con mini boss nó đi theo mình không để ý. Chị hình đam. Rồi chắc mình tèo quá. Nên dòng lửa sớm mới tốt mà. Nhưng chị hình trước thì trời hơi nguy hiểm, quá nguy hiểm luôn. Quậy quá đồng. Thôi anh lóc qua được chiều còn hình gì nè. Được chữ màu vàng ra. Tôi không thấy nó mạnh hơn gì mấy à. Boss gà. Chạy thôi. Trưởng này sẽ kinh quá. Mới ra chưa được bao nhiêu. Đúng là cái màn này nó khó ghê luôn nha. Đừng có chủ quan nha. Chắc mình mình sẽ nâng mát dòng lửa trước ha. Dòng lửa với băng gì đó thì nâng cấp mấy cái kia ra trước, yếu quá yếu. Mà yếu mà không có phù hợp vào cái lối đánh đông như thế này. Nâng cái dòng lửa mà sao nó không cho dòng lửa mà nó cho mình cái gì đâu không à. Ủa
Đầu tiên nâng dòng lửa trước hả? Cứ ra ra cái gì đâu không. Bắt buộc phải lấy dòng băng hoài. Nâng đủ 4 kỹ năng trước thì nó không có ra linh tinh nữa. Quá đồng. Trời ơi, nó bít mụn luôn. Mình không có đường ra nha. Kinh quá vậy. Cứ nâng cái gì đâu không, không có cho dòng lửa để nâng gì hết trơn. Boss hả? Rồi boss mà mình phải mở cái tuyệt chiêu để thử nó trước thôi. Mấy con vàng vàng bắn đạn cực khó chịu ha, hay nó siêu khó chịu luôn á, quá trầu mà đánh nó không đai, nó còn thải cái mấy cái viền vàng khắp mọi nơi luôn, đụng vô là mất máu. Không đủ sát thương đánh nó đai, khó quá khó. Vô toàn lùm cây không. Rồi, mình sẽ đi tiếp hả? Chưa gì đã dính cái con đó rồi.
Rồi nha. Lần hai trước đi. Lần nhiều cũng không nâng kịp, yếu nữa. Cái vấn đề là mình muốn nâng ít nhưng mà nó không ra chứ. Số lượng que lên. Biến mấy con này là chỉ có biến hình thôi. Có toàn vụ mình đi lấy cái kỹ năng mới không? Boss gà, người đã boss gà. Con màu vàng vẫn là mệt nhất. Mệt nhất là bọn màu vàng luôn. Cứ thả cái gì hoài. Quá nhiều, thả quá trời luôn. Boss gà. Bị bao giây rồi. Thương lên. Cái thương vậy mà không đủ tiêu diệt những cái con đó. Biến hình cho mình đi lượm đồ á. Đi quá chậm luôn á. Mở gồng lửa.
Boss. Độ khó và kinh dị thiệt chứ. Còn quái vật vừa vừa to mà lại vừa vừa mạnh nữa. Đông nữa chứ. Bây giờ nó ra quá trời luôn. Mọi người cay. Hoài không xin nhê. Phải biến hình thôi nha. Không biến hình này không thoát ra được cái đống này, đông quá. Rồi, quá trời đông. Không có một cái gương nào luôn á. Bây giờ mới có nè. Bây giờ mình tìm cái gương bét hoài không ra. Máu rớt mỗi giây nha. Đi bị dính đi chậm rồi. Sát thương thấp nữa chứ. Cái này tiêu rồi. Không có chỗ thoát luôn. Đúng rồi, chế độ khó này kinh khủng thật luôn á. Gương bét trên đây mình không dám lên lấy luôn. Bọn này trâu quá. Tăng tất cả size của ability lên nè.
sát thương vậy mà không thấm vô nhiều với tụi nó. Biến hình thì lậm level rồi, chịu hết nổi rồi. Nó quá to, đánh quá rộng luôn á, nên mình phải tăng size lên quá trời luôn. Cái quay rộng của mình mát thôi nha, được có hai con rộng mà 25. Là gian hội cái này, cái giáo băng nữa. Số lượng giáo lên kinh thật. Thôi bây giờ hai cái cấp độ của mình mát rồi, bây giờ mình sẽ nâng cái sức mạnh của cái độc lên ha.
mình đứng kế bên mình như vậy vì ép góc mà hãy chơi thì chiều để sống thoát à. Thiếu sát thương lóc cái độc để coi nó có cái gì. À đi là thải cái bộ đó, thải cái mấy cái bãi độc ra. Boss nè. Mệt rồi. Boss Gobo chứ. Máu đến 80.000 kinh dị thiệt chứ. Đẩy mình vô tường nữa. Ôi nó đã đại một đống luôn. Quơ quá trời quơ luôn mà. Mấy giờ mới được có 1/3 cái máu của nó. Trời ơi. Cái vậy đấu chùm mà còn bị giới hạn không gian nữa chứ. Giờ mới nửa cái máu. Càng lâu thì nó càng gọi quá giật ra nhiều mạnh nữa nha. Cái trận đấu mà càng diễn ra lâu thì quái nó càng đông. Mình hết máu rồi hả? Hết chịu nổi rồi. Hết máu rồi. Quá khó. Này phải xem xét rồi nâng cấp từ từ rồi mới đi nổi chứ không chịu nổi rồi, kinh dị thiệt chứ.
có vẻ là những cái cấp độ mấy cái màn thứ ba này nó đã khó hơn, bây giờ chỉ có đi mấy cái màn đầu thế này nó sẽ dễ, còn cái dòng thứ ba phía bên phải càng về phải nó càng khó. Chắc mình sẽ đi Hinterland, đi ở đây trước hoặc là Dortmund cái này trước rồi mới đi mấy cái thứ hai qua thứ ba, chứ đi thứ ba trước nó quá mạnh, cái cơ chế để quái kinh khủng quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cái màn Hinterland với phải xem lại cái chỉ số của cái dòng màn nó như thế nào để mà chơi cái lối chơi phù hợp, chứ không là đi không nổi. Quái thì nó quá mạnh một cái mức độ mà kinh khủng luôn, không thể tưởng tượng nổi. Interland vì cái màn nó không biết nói sao nữa, cái màn đó, đi cái địa hình nó kinh khủng thiệt, không thấy một cái gì luôn. Mình tăng size trước thôi, tại vì cái đống quái quá đông. Dòng lửa con có mở con ngọn lửa. Thằng nó to lên trước đã. Ừ.
quên rồi. Phải nâng dòng lửa trước ha. Ưu tiên cái dòng lửa trước. Boss à. Ồ, hai boss luôn ta. Mệt rồi. Người đông vậy. Trời, nó cứ ép mình hoài luôn. Kinh thiệt. Mới đầu còn được được chứ giờ bị tèo luôn rồi. Hơn là cái lát này nó nhiều máu á. Không là tiêu luôn. Nâng Irene trước thôi, nhưng mà nó không có ra Irene nữa. Tiếc là cái giọng băng của mình chưa có nâng cấp, không có nâng cấp cái kỹ năng độc đáo gì nhiều. Chỉ có thả rớt mấy cái cục trụ băng thôi. Còn cái nâng cấp nữa chưa mở được.
Cái con cây á thì nó cứ đứng gần mình không. Mình lóc à. Rồi mình mở tối đa thời gian hồi chiêu của mấy cái trụ giáo à. Tăng số lượng lên. Trụ băng nha. Khả năng đóng băng 15%. Nó không hiệu quả với chùm á. Mấy con chùm miễn thì vẫn đóng băng nè. Lên khả năng đóng băng 65% luôn.
Cái game này cái cơ chế của nó là nâng massage hả ta, mình không bó tay thì mình thấy nâng massage ra dễ thở hơn, tuy cũng mất máu nhưng mà nó không có bị chèn ép dữ quá. Thôi mình đăng sai vô tiếp hả? Ủa boss luôn hả? Ngờ vô tới boss luôn à. Ghen to quá à, quờ không trúng. Mình nghĩ chắc mình mà nâng cấp cái gì có băng băng vô là khỏe hả? Đóng băng hết đi cho đỡ đụng mình. Nhưng mà lại không có đủ sát thương đẩy nó ra nữa, cũng dễ đai nữa. Lát đi mình đi chậm quá, gặp chúng mấy con đi nhanh, cởi ngựa, xem hoa. Quá trầu máu, mấy con này không biết sao mà nó quá nhiều luôn á. Mình thấy nó quá nhiều đến nỗi không tin được luôn. Mà càng đánh nó càng lâu, nó càng gọi lính ra nhiều.
chưa đai nữa hả? Rồi nó kêu boss vô nữa kìa. Trời ơi, kêu vô quảng bài còn boss hả? Rồi máu nhiều dữ vậy, mình tiêu quá trời mà tiêu ta. Trời ơi, không hiểu sao đai luôn. Đâu ra tụi nó khủng quá hay sao á, mó tài giống cơm giống canh luôn. Trời ơi, game này ảo tung chảo luôn nha. Ôi, coi như mình chơi tới đây thôi ha. Rồi video tới đây là mình thấy đủ dài, nâng cấp gì mà khó quá, bắt cày quá vậy cày luôn. Đây là một cái game mà dạng mà mình thấy bắt cày nhiều nhất của mình từng chơi trong cái dòng survival luôn nha. Ôi, ôi kinh khủng. Một bet mới à. Những cái chỉ số tăng của hero mình thấy tăng hơi lên cũng không có bao nhiêu, vô mới cái chế độ cấp độ thứ hai mà nó đánh mình đai à, không biết cấp độ khủng khiếp nó còn cỡ nào nữa. Thôi ơi, mình nâng cái cây mà mát tới vậy mà vô đánh tụi nó còn bị ngáp lên ngáp xuống nữa. Thôi coi như video này mình chơi tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người một ngày tốt lành, chào mọi người nha.